Phải rồi, cho dù ai nói gì thì chúng ta vẫn là mẹ con. Tôi không vạch trần thân phận của Bông Sơn Hoa là để bảo vệ Jaemin, chứ không phải vì cô đâu. Vì thế cứ tiếp tục sống và bị lừa dối đi, Dung Jae Kyung. Mẹ gọi con ạ. Đây là thực đơn của bữa sáng hôm nay. Dạ. Cô biết nấu nướng mà. Có cả con với Moon Sang Hiếp và sống cùng nhau rồi thì chẳng nhẽ lại không biết nấu nướng. Nhưng làm thế thì thân phận của Saron sẽ bị lộ. Chuyện đó cô không phải lo. Chuẩn bị theo thực đơn đó đi. Tôi đã bảo chị giúp việc không đến rồi. Còn nữa, những lúc chỉ có tôi và cô thì gọi là phu nhân hoặc giám đốc. Gọi là mẹ, nghe sởn cả da gà. Sao không trả lời? Hiểu chưa? Vâng. Nhưng giám đốc, giám đốc bảo cháu tự biết đường mà nhanh chóng đi khỏi đây. Nhưng cháu không thể cứ thế này mà đi được. Như cháu đã nói, cháu sẽ nhẫn nhịn đến cùng cho tới khi nào trả thù được Dung Jae Kyung. Thế à? Cô là người muốn thách đấu xem cô thắng hay tôi thắng chứ gì? Đồ gian xảo. Được rồi, để xem cô nhẫn nhịn được bao lâu. Mẹ ơi, Saron phải đi tập thể dục buổi sáng với con. Con bảo gì cơ? Đúng không Saron? Nhanh lên, không lại muộn giờ tập. Mẹ ơi, cơm thì chị giúp việc sẽ nấu chứ ạ? Này, chê, chúng con đi đây. Hai đứa thật là... Vậy ra giám đốc Juhaeran chưa vạch trần thân phận của Sơn Hoa. Vâng, chắc mẹ cháu cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nghĩ đến bố cháu hay Jae Kyung thì sẽ không dễ dàng tiết lộ thân phận của Sơn Hoa đâu. Thế thì may, mẹ anh lo cho Sơn Hoa nên cả đêm qua không chợp mắt được. Cháu xin lỗi vì đã để cô lo. Jaemin, cháu có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi. Tất cả chỉ vì trò của Dung Jae Kyung nên sự việc mới ra nông nỗi này còn gì. Tóm lại là sau này Sơn Hoa sống ở nhà đó sẽ rất vất vả. Nhưng có lẽ tạm thời Sơn Hoa sẽ khó mà về đây được. Vậy thì phải đưa Sơn Hoa ra khỏi đó chứ. Anh không nói thì em cũng định làm thế rồi. Nhưng Sơn Hoa nói trước mắt cứ cố nhẫn nhịn đã. Vì mục đích của chúng ta là tìm được bằng chứng mà Dung Jae Kyung hay Moon Sang Hiếp đang giữ tội minh oan cho Sơn Hoa và tìm xem biết. Ừ, dù sao cũng nên cẩn thận. Nếu có linh cảm có chuyện gì không hay với Sơn Hoa thì phải đưa về đây lánh nạn ngay. Anh đừng lo, tuyệt đối em sẽ không để Sơn Hoa bị thương đâu. Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì em vẫn sẽ bảo vệ Sơn Hoa. Thế bây giờ Sơn Hoa đâu? Bây giờ cô ấy đang đến văn phòng ẩn náu để thay quần áo. Cô ấy cải trang lại thành Sơn Hoa rồi cùng cháu đi gặp người môi giới để thuyết phục. Rõ thật là, tôi đã nói là không có thật mà sao cứ làm phiền thế. Anh nhận của bố mẹ nuôi đó bao nhiêu rồi? Chúng tôi sẽ trả anh gấp đôi. Gấp đôi ư? Rõ ràng là có dấu vết của xe biết đúng không? Chúng tôi sẽ giữ bí mật với bố mẹ nuôi. Anh đưa hồ sơ cho chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ đưa tiền mặt. Để xem đã. Cũng có thể không phải hồ sơ đó không còn nữa. Tôi xin anh giúp cho. Tôi là mẹ của xe biết. Bằng mọi giá tôi phải tìm được con tôi. Tôi bị đổ tội rồi đi tù oan. Trong thời gian tôi đi tù, chồng cũ của tôi đã bỏ rơi con tôi và muốn lấy người phụ nữ giàu có. Và anh ta còn nói dối tôi là con tôi đã mất. Tôi đã cam chịu cuộc sống như địa ngục trong tù chỉ với một tâm niệm duy nhất là được gặp con. Nhưng khi ra tù, nghe tin thằng bé đã mất,
tôi đã đi đến quyết định cực đoan. Mong anh giúp cho. Anh cứ coi như cứu một mạng người và mong anh giúp chúng tôi một lần này thôi. Chỉ cần anh giúp chúng tôi tìm được thằng bé thì chúng tôi sẽ hậu tạ theo như anh muốn. Anh cũng có con mà. Mong anh thấu hiểu cho tâm can của tôi. Xin anh cho chúng tôi biết, sẽ biết nhà tôi đang ở đâu. Tôi xin anh đấy. Tóm lại là không còn hồ sơ về đứa bé đó nữa. Phiền anh cho chúng tôi thử tìm được không? Tôi tìm rồi cũng không thấy. Nếu hai người vẫn muốn tìm thì cứ tìm đi. Có tìm cũng không thấy đâu. Sao em cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên thế? Không được rồi, phải gọi xem sao. Lơ là thế này, không khéo bị đâm sau lưng cũng nên. Gọi cho ai? Còn cho ai nữa? Cho người môi giới con nuôi. Nhớ Bông Sơn Hoa mà đến gặp bố rồi làm loạn lên đòi tìm con trai cô ta thì sao? Tôi đây. Anh nói gì cơ? Vừa nãy Sun Jae-min lại đến ư? Lần này không chỉ có mình người đàn ông mà đến cùng một người phụ nữ. Bông Sơn Hoa cũng đến ư? Nhưng nghe sự tình xong, tôi thấy hai người cũng quá đáng quá. Là con người thì không nên làm thế. Gặp tôi đi, gặp rồi nói chuyện. Anh ta bảo sao? Vẫn chối là không có hồ sơ về xe biết à? Đây là các tập hồ sơ trong tủ, nhưng không có hồ sơ của Moon Sebiak. Chắc là anh ta giấu ở chỗ khác rồi. Nhìn này, sao thế? Hai người có thấy tập hồ sơ này hơi lạ không? Ra rồi kìa. Giờ tôi đang đi, chờ tôi một lát. Có phải người đến văn phòng anh là cô này không? Vâng, đúng là cô này. Bông Sơn Hoa, cô nóng lòng quá nhỉ. Nhưng mà trưởng phòng này, họ bảo trả gấp đôi số tiền cô trả tôi đấy. Anh nói gì cơ? Thế nên giờ anh đang đòi thêm tiền đấy à? Tôi là người làm kinh doanh. Nói thẳng ra là chúng ta cũng chẳng ký kết hợp đồng gì. Nhưng về bên nào trả nhiều tiền hơn, chẳng phải là điều hiển nhiên hay sao? Thôi được rồi, chờ tôi vài hôm. Đổi lại, lần này là lần cuối cùng, anh nhớ chưa? Đúng như dự đoán của chúng ta rồi nhỉ? Dương Chê Kiên xảo quyệt đó không muốn nuôi Xê Biếc, nên đã cho đi làm con nuôi rồi. Hình như cô ta thông qua cùng một người môi giới rồi cho xe biết đi và nhận Thế Giang về làm con nuôi. Cô ta là khách quen ở đó. Bằng mọi giá phải lục tung hồ sơ đó một lần nữa. Đương nhiên rồi, chúng ta tự làm đi. Nhưng mà có thực mới vực được đạo. Ăn đã rồi bắt tay vào việc. Đồ ăn chế biến sẵn vừa tiện lại vừa ngon. Em chọn món này, cơm sườn sụn xào cay. Vậy chị chọn bánh gạo cay. Em đi nấu ngay đây. Làm sao đây? Giám đốc Juheran gọi này. Vâng, giám đốc. Vâng, cháu biết rồi. Cháu về ngay ạ. Sắp có sự kiện lớn tầm cỡ quốc gia mà chị còn lo về nhà làm sâu sao? Cầu cứu anh rể đi. Con sợ mẹ hành hạ Bông Sơn Hoa nên bỏ việc về sớm đấy à? Từ tối hôm qua mẹ đã hành hạ Sơn Hoa quá lộ liễu rồi còn gì. Sơn Hoa là người con yêu. Mẹ đừng đối xử tùy tiện với cô ấy. Jun Jae-min, sao con có thể làm thế này với mẹ?
Con chỉ coi trọng Bông Sơn Hoa. Còn mẹ thấy thế nào con cũng không quan tâm phải không? Dương Chiêm Bin, mẹ là mẹ của con đấy. Chỉ cần mẹ hiểu và bỏ qua là được mà. Xin mẹ hãy tin Chiêm Bin, con trai mẹ và bỏ qua lần này thôi. Con hiểu mẹ rất giận, nhưng con thật sự rất yêu Bông Sơn Hoa. Gì cơ? Yêu ư? Con đang nhầm lẫn giữa lòng trắc ẩn với tình yêu. Mẹ không biết Bông Sơn Hoa đã quyến rũ con bằng cách nào. Đừng, mẹ xin con hãy tỉnh táo lại, đừng để rơi vào chồng. Chiêm Bin à, mẹ không bao giờ chấp nhận Bông Sơn Hoa. Vì thế con hãy dứt khoát ngay trước khi mẹ đuổi cô ta đi. Mẹ không chấp nhận thì cũng đành. Trước khi là con trai của mẹ, con là trụ cột gia đình, phải bảo vệ người con yêu.